Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 36 trong nhóm bài cùng nhau học ký động từ tiếng Pháp. Và trong bài này chúng ta lại tiếp tục học thêm một động từ thuộc nhóm 3 nữa, đó là động từ prendre. Đây có thể là một ngoại động từ trực tiếp, tức là nó có một đối tượng trực tiếp, đồng thời nó cũng có thể là nội động từ. Chúng ta sẽ xem ở bên dưới. Và động từ prendre là động từ nhóm 3, do đó chúng ta học luôn participe passé của nó. Participe passé của động từ prendre là pris. Prendre, pris. Đây là một động từ khá đặc biệt, nó có nhiều ý nghĩa đa dạng khác nhau. Và theo cuốn từ điển Le Petit Robert, Langue Française, đây là một cuốn từ điển rất uy tín để chúng ta học kỹ tiếng Pháp, thì cho ra tới 24 ý nghĩa. Trong bài học này, chúng ta chỉ giới hạn ở trong các ý nghĩa chính. Thứ nhất là lấy, tức là mình chưa có ở trong tay thì mình lấy. Và đồng thời cũng có thể là chọn, khi chúng ta đi nhà hàng, chúng ta chọn một cái món thì cũng dùng động từ prendre. Đó là cái dùng thứ nhất. Cái dùng thứ hai là dùng bữa, các bữa ở trong một ngày, hoặc là uống thuốc, thì là thuốc tây ấy. Và ý nghĩa thứ ba là dùng phương tiện di chuyển. Và chúng ta sẽ giới hạn ở trong ba ý nghĩa này, rồi thực tập làm những câu với ba ý nghĩa này. Và trước khi đi vào từng ý nghĩa thì chúng ta coi cách chia của động từ prendre ở ba thì cơ bản của mode indicative: hiện tại, quá khứ và tương lai. Présent, je prends. Tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Như vậy chúng ta thấy ba ngôi số ít phát âm hoàn toàn giống nhau nhưng mà viết khác nhau. Ở ngôi thứ ba số ít không có s, trong khi ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai có s mà phát âm hoàn toàn giống nhau. Je prends, tu prends, il prend. Ba ngôi số nhiều, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Và với participe passé là pris, chúng ta ghép với trợ động từ avoir thì chúng ta sẽ có thì quá khứ: j'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Khi chia ở tương lai thì chúng ta thấy đây là một động từ nhóm 3, nó có ký tự cuối là ơ thì chúng ta bỏ ký tự cuối này đi, bỏ nó đi, còn lại các ký tự khác chúng ta ghép với bộ đuôi của tương lai là ai trong ngôi thứ nhất số ít, as trong ngôi thứ hai số ít, A trong ngôi thứ ba số ít, ONS trong ngôi thứ nhất số nhiều, OZ trong ngôi thứ hai số nhiều và ONT trong ngôi thứ ba số nhiều. Như vậy chúng ta đã làm được thì tương lai của động từ prendre: je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Chúng ta cần đọc ý các cách chia của động từ prendre ở trong ba thì: hiện tại, quá khứ và tương lai. Và bây giờ chúng ta coi từng ý nghĩa của nó. Ý nghĩa thứ nhất là lấy. Động từ tương đương ở trong tiếng Anh là to take, tức là chúng ta chưa có ở trong tay thì chúng ta lấy một cái dù, lấy một cái khẩu trang, lấy một cái mũ bảo hiểm hay lấy một cái món đồ gì đó. Prendre la main de quelqu'un, cầm lấy tay ai. Prendre quelqu'un, quelque chose dans un tiroir. Tiroir là một cái ngăn kéo của một cái bàn làm việc. Bây giờ chúng ta mở ngăn kéo ra lấy một cái gì? Prendre quelque chose dans un tiroir. Rồi chúng ta lấy một cái dù, prendre un parapluie, lấy một cái áo mưa, prendre un imperméable. Và còn rất nhiều ví dụ, chúng ta muốn lấy món đồ gì thì nó cũng là đối tượng trực tiếp, bởi vì đây là ngoại động từ trực tiếp. Và chúng ta cứ để về sau động từ prendre thì nó sẽ ra là lấy hoặc là cầm. Ngoài ra chúng ta có thể có ý nghĩa trừu tượng, chẳng hạn như bắt mạch, prendre le pouls. Ở đây chúng ta thấy là P-O-U-L-S, nhưng mà chỉ phát âm là P-O-U, là pu. Pu là cái mạch, cái nhịp mạch của tim ở mình. Và chúng ta lấy bắt mạch thì thường thường là bác sĩ cầm lấy tay, như như trong hình ở bên dưới này. Nhân viên y tế để tay vào cái mạch ở chỗ cổ tay, như vậy gọi là bắt mạch. Bây giờ về bắt mạch chúng ta không thấy là một cái gì cụ thể giống như ở bên trên là lấy cái dù, lấy cái áo mưa, lấy cái búa, lấy một cái đồ vật. Và đây là bắt mạch, prendre le pouls. Đo thân nhiệt, ở đây chúng ta cũng thấy đây là nhân viên y tế, bác sĩ đang lấy thân nhiệt, có các dụng cụ, có thể là bằng điện tử, có thể là bằng một cái ống đo nhiệt. Như vậy chúng ta dùng động từ prendre, prendre la température. Và chúng ta còn một số cách dùng khác, chẳng hạn như là prendre la retraite, về hưu. Prendre un rendez-vous, lấy một cái hẹn. Prendre 2 jours de congé, lấy 2 ngày phép.
Rồi khi chúng ta đi nhà hàng ăn thì có một cái thực đơn có nhiều món, chúng ta cũng có thể chọn một cái thực đơn hay là chọn một cái món trong một cái cart. Cart là cũng là chúng ta cũng tạm dịch là cái thực đơn đưa ra nhiều món, thì cũng dùng động từ prompt thôi để nói là mình chọn món gì. Chọn thực đơn giá 12 euro, prompt un menu à 12 euros, hoặc là chọn một món rau trộn dầu giấm, prompt une salade. Và như vậy đây là cái nghĩa thứ hai ở trong phần thứ nhất. Phần thứ nhất là chúng ta dùng động từ prompt là lấy một cái gì chúng ta chưa có trong tay thì lấy tay ra lấy cái đó, và đồng thời cũng có thể dùng với ý nghĩa là chọn. Khi thường thường là khi đi ăn nhà hàng mình chọn một cái món gì. Với ý nghĩa thứ hai, chúng ta dùng động từ prompt để nói lên việc dùng bữa hoặc là uống thuốc tây. Đây cũng là ngoại động từ trực tiếp. Tôi lấy ví dụ như là ba bữa ăn chính ở trong một ngày: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Bữa sáng là le petit déjeuner, bữa trưa là le déjeuner và bữa tối là le dîner. Thì chúng ta dùng một trong ba bữa này, chúng ta cũng dùng động từ prendre. Prendre le petit déjeuner, prendre le déjeuner, prendre le dîner, ăn điểm tâm, ăn trưa và ăn tối. Có một điều đặc biệt chúng ta cũng cần để ý là ăn điểm tâm thì chúng ta thấy là prendre le petit déjeuner, ăn trưa prendre le déjeuner, chúng ta có một cái động từ đúng với danh từ của nó. Le déjeuner là một danh từ, nhưng mà chúng ta có động từ déjeuner, động từ déjeuner với ý tức là ăn trưa. Chúng ta có danh từ bữa tối là le dîner, danh từ, và chúng ta cũng có một cái động từ đúng với ý chữ danh từ này, đó là động từ dîner, nội động từ, tức là ăn trưa, ăn tối. Như vậy, đối với bữa trưa và bữa tối, chúng ta có hai cách nói, hoặc là prendre le déjeuner, hoặc là déjeuner. Ăn tối, hoặc là prendre le dîner, hoặc là dîner. Tuy nhiên, ăn sáng, chúng ta không có thể nói là động từ petit déjeuner được. Thỉnh thoảng, nếu chúng ta thấy một cái chỗ nào đó người ta dùng động từ petit déjeuner với ý nghĩa là nội động từ giống bên dưới, thì đó là cái cách nói chơi, cách nói vui đùa của giới trẻ. Họ hay nói, họ sáng tạo ra một cái chữ mà thực sự không được công nhận. Như vậy động từ petit déjeuner không có, tôi tô màu đỏ lên, không được công nhận. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng thấy người ta nói je petit déjeuner, je déjeuner thì được, je dîner thì được, nhưng mà je petit déjeuner đó là cách nói nó đùa, người ta chơi chữ thôi, và động từ này hoàn toàn không được công nhận. Chúng ta đôi khi có thấy, mà nếu có thấy thì biết vậy không nên dùng. Và uống thuốc tây, người ta cũng dùng động từ prendre, prendre des médicaments. Ý nghĩa thứ ba mà chúng ta muốn để ý để dùng động từ prendre đó là dùng phương tiện di chuyển hay là một cái đường đi. Như vậy đây cũng là một ngoại động từ dùng một phương tiện di chuyển: đi xe đạp, prendre le vélo; đi xe máy, prendre la moto; đi xe ôm, prendre la moto taxi; đi xe ô tô, prendre la voiture; đi xe buýt, prendre le bus. Và chúng ta để ý là bus có thể là xe chạy ở trong thành phố. Ở bên Việt Nam chúng ta các xe khách, xe đò chạy đường dài cũng gọi là xe bus. Đi xe giường nằm, prendre le car couchette. Car là một cái xe 4-50 chỗ, couchette là một cái giường nhỏ nhỏ. Cái xe này nó có nhiều giường để cho hành khách có thể nằm trong khi chạy trên đường dài. Đi xe điện ngầm, prendre le métro; đi xe điện mặt đất, prendre le tramway; đi máy bay, prendre l'avion; đi xe lửa, prendre le train. Đó là các phương tiện di chuyển. Ở trong người ta cũng dùng động từ prendre với các cái chẳng hạn như là thang máy hay thang bộ ở trong nhà. Không phải là phương tiện di chuyển, cũng là một cái thiết bị ở trong nhà để chúng ta đi lên đi xuống các cái tầng lầu. Và đi thang máy, prendre l'ascenseur; đi thang bộ, prendre l'escalier; đi cáp treo, prendre le téléphérique. Đây chúng ta có ba cái hình le car couchette. Đây chúng ta thấy có hai hành khách, một hành khách đang đang coi điện thoại, một hành khách thì đã ngủ rồi, tức là nó có cả một cái giường để cho mình nằm trong khi xe vẫn chạy. Ở đây là cáp treo, le téléphérique, và đây là một cái xe điện mặt đất, le tramway. Ở đây là xe điện mặt đất ở bên Paris. Chúng ta có thể dùng động từ prendre đi với các con đường: đi đường cao tốc, prendre l'autoroute; đi bằng đường quốc lộ, prendre la route nationale; là dùng đại lộ, đi đại lộ Montaigne, đây là một đại lộ lớn ở Paris, prendre l'avenue Montaigne; đi vào con đường bên phải đầu tiên, đây là người ta chỉ đường đó, prendre la première rue à droite, người ta
ta chỉ đường cho chúng ta đi, bạn sẽ lấy con đường đầu tiên bên tay phải. Rồi chúng ta sẽ có động từ pro với ý nghĩa là nội động từ, tức là nó không có đối tượng. Chẳng hạn đi thẳng, prendre tout droit, rẽ trái, prendre à gauche. Như vậy chúng ta thấy ở trong trường hợp này đó, prendre là nội động từ, nó không có đối tượng. Ở bên trên tất cả đều là có đối tượng, như vậy nó là ngoại động từ trực tiếp, lấy xe này, phương tiện kia, cầu thang vân vân thì nó có đối tượng, trong khi ở đây chúng ta thấy không có đối tượng. Cứ đi thẳng, prendre tout droit, rẽ trái hoặc là rẽ phải, prendre à gauche, prendre à droite, nó không có đối tượng. Như vậy ta gọi đây là nội động từ. Và sau đây chúng ta làm 15 câu hỏi. Với mỗi ý nghĩa chúng ta làm 5 câu. Ý nghĩa thứ nhất là lấy, mình chưa có ở trong tay thì mình lấy. Bạn hãy lấy áo mưa đi, trời sắp mưa rồi. Prendre. Và đây là mệnh lệnh, chúng ta dùng imperative prendre. À, áo mưa, un imper. Imperméable, và người ta nói tắt là un imper. Trời sắp mưa rồi, il va pleuvoir. Trời sắp mưa rồi, lấy một cái áo mưa. Như vậy, chưa có trong tay thì chúng ta phải lấy. Và người kia nói mình là lấy cái áo mưa đi. Prends un imper, il va pleuvoir. Mẹ tôi đã lấy gói cà chua từ trong tủ lạnh. Ma mère a pris un sac de tomates dans le frigo. Cái gói này này, cái gói cà chua này nó nằm trong tủ lạnh. Bây giờ mẹ tôi lấy nó ở trong tủ lạnh. Ma mère a pris un sac de tomates dans le frigo. Bạn đã lấy cái này ở đâu vậy? Cái này là chúng ta để mở, không biết là cái gì. Bạn lấy cái này ở đâu vậy? Où est-ce que tu as pris? Tu as pris là thì quá khứ. Où est-ce que? Où là chỗ nào? Où est-ce que tu as pris ceci? Lấy cái này ở đâu vậy? Où est-ce que tu as pris ceci? Ở trong hai câu kế tiếp là câu số 4 và câu số 5, chúng ta dùng động từ prendre với ý nghĩa là chọn. À, như đã nói ở đầu bài, khi chúng ta đi nhà hàng thì có một cái carte, một cái bảng các món ăn đó, thì chúng ta chọn món gì, mình chọn xong đó, thì mình sẽ gọi cái món đó. Và đây là một người gọi, hỏi người kia, cái người đi cùng mình, em chọn món gì. Khi chúng ta thấy chữ em này thì thường thường là vợ chồng đi với nhau, chồng gọi vợ là em, như vậy là chérie. Chérie, tu vas prendre quoi? Là est-ce que tu vas prendre? Chérie, tu vas prendre quoi? Em chọn cái gì? Thì người vợ nói là em sẽ chọn. Je vais prendre une salade César. Salade César chỉ là tên riêng của một trong những cái loại rau trộn. Chúng ta biết salad là rau trộn và có rất nhiều kiểu để mà làm rau trộn. Ngay cả bên Việt Nam chúng ta cũng có nhiều loại. Thì salad Caesar là gồm có rau xanh, salad vert, rồi trong đó có thịt gà quay, poulet roti, rồi người ta dưới lên cái sauce mayonnaise, và sau cùng chúng ta có những cái miếng fromage parmesan để màu trắng này, ta để lên. Như vậy cái món này là đặc trưng của người phương Tây, chúng ta có vẻ không có quen ăn lắm, bởi vì nếu mà dưới sauce mayonnaise ở đây nó đã béo rồi, rồi cho thêm mấy cái miếng phô mai vào thì nó rất là béo. Nếu mà không quen ăn thì cũng thấy ngấy. Chérie, tu vas prendre quoi? Thì người kia nói là je vais prendre une salade César. Câu số 5 cũng như vậy, tôi chọn một ổ bánh mì thịt. Thế còn bạn, bánh mì thịt là un sandwich. Je vais prendre un sandwich. Je vais prendre un sandwich. Et toi? Thế còn bạn? Tức là chúng ta thấy đây là những người bạn đi chơi với nhau rồi tới bữa thì phải mua cái gì để ăn đó. Thì người này nói là tôi sẽ chọn một ổ bánh mì thịt, như vậy là tốt rồi. Thế còn bạn muốn ăn cái gì? Như vậy trong câu số 4 và câu số 5 chúng ta thấy chữ chọn này, không chúng ta không dùng động từ chọn, tức là choisir, mà trong khi đi nhà hàng hay thì về nói món ăn ấy, người ta dùng động từ prendre, không dùng động từ choisir. Prendre với ý nghĩa là chọn.
Và tiếp sau đây là 5 câu với ý nghĩa là dùng bữa hoặc là uống thuốc. Bạn ăn sáng lúc mấy giờ? Người kia trả lời là vào khoảng 7 giờ. Tu prends ton petit déjeuner. Tu prends ton petit déjeuner à quelle heure? Bạn ăn sáng vào lúc mấy giờ? Người kia không có một giờ cố định nhưng mà nói là trả lời vào khoảng vers 7 giờ. Đây là dĩ nhiên là ăn sáng thì là 7 giờ du matin. Tu prends ton petit déjeuner à quelle heure? Dùng bữa sáng, dùng bữa điểm tâm vào lúc mấy giờ? Người kia trả lời là vào khoảng lúc 7 giờ. Bạn ăn tối chưa? Chưa, tôi đang chờ chồng tôi về. Hôm nay anh ấy về muộn hơn thường lệ. Bạn ăn tối chưa? Est-ce que vous avez đi? Est-ce que vous avez dîner? Hoặc là chúng ta có thể nói cách khác. Est-ce que vous avez pris votre dîner? Như chúng ta nói ở bên trên, ăn tối, ăn trưa, chúng ta có hai cách nói. Thứ nhất là dùng chính cái động từ dîner hoặc là déjeuner. Cách thứ hai là chúng ta dùng động từ prendre. Est-ce que vous avez dîné? Tôi xin lỗi, dîner phải là participe passé. Est-ce que vous avez dîné? Như thế này và dấu hỏi. Hoặc là est-ce que vous avez pris votre dîner? Est-ce que vous avez pris votre dîner? Chúng ta có hai cách hỏi và hai cách hỏi này đều tương đương, đều giống nhau. Người kia trả lời là chưa, non, pas encore. Tôi chưa ăn. Tôi đang chờ chồng tôi. J'attends mon mari. Chờ chồng về bởi vì hôm nay chồng bận việc về muộn. Aujourd'hui, il rentre. Rentrer là trở về nhà. Il rentre. Muộn hơn thường lệ. Muộn là ta. Muộn hơn là plus tard. Plus tard que. D'habitude là theo thói quen, thường lệ. D'habitude. Chúng ta để ý, habitude là một cái thói quen. Nhưng mà d'habitude là theo thường lệ, theo thói quen, theo bình thường. Plus tard que là so sánh. Pas encore, j'attends mon mari. Aujourd'hui, il rentre plus tard que d'habitude. Bạn ăn cơm tối chưa? Est-ce que vous avez dîné? Non, pas encore. J'attends mon mari. Aujourd'hui, il rentre plus tard que d'habitude. Các sinh viên ăn trưa ở nhà hàng dành cho sinh viên. Ở đây chúng ta có một cái danh từ dùng cho nhà hàng dành cho sinh viên. Các sinh viên ở bên Pháp có những cái nhà hàng dành riêng cho họ. Resto U. Kể cả các sinh viên nước ngoài, các sinh viên có học bổng hay không có học bổng, tất cả đều có quyền đi vào trong này ăn với một cái giá rất là phải chăng mà vẫn có chất lượng. Các sinh viên ăn trưa, les étudiants ăn trưa, prennent leur déjeuner. Les étudiants prennent leur déjeuner. Hoặc là déjeuner cũng được. Déjeuner. Leur déjeuner hoặc là động, chúng ta dùng động từ déjeuner là au resto U. Resto là viết tắt của restaurant, U là viết tắt của universitaire. Người ta để này cho nó tiện, nó ngắn, nó gọn. Họ thường xuyên ăn tối ở nhà, ít khi ăn ở bên ngoài, ngoại trừ cuối tuần. In pen leur dîner souvent à la maison. Souvent là thường xuyên. Ils prennent leur dîner souvent à la maison. Ít khi ăn ở bên ngoài. Rarement dehors. Ít khi tức là hiếm khi. Rarement dehors. Trừ ngày cuối tuần. Sauf le week-end.
Cuối tuần thì rảnh rang có thể đi ăn bên ngoài, nhưng mà ngày thường họ luôn ăn ở nhà. Ils prennent leur dîner souvent à la maison, rarement dehors, sauf le week-end. Le week-end. Và câu cuối cùng chúng ta dùng động từ prendre với ý nghĩa là uống thuốc. Tôi nhức đầu từ sáng đến giờ. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Từ sáng đến giờ. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Avoir mal à la tête. Đau ở đầu, tức là nhức đầu. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Rồi người kia hỏi, bạn uống thuốc chưa? Est-ce que tu as pris des médicaments? J'ai mal à la tête depuis ce matin. Est-ce que tu as pris des médicaments? Est-ce que tu as pris des médicaments? Chúng ta vừa làm được 5 câu với ý nghĩa là dùng bữa và câu cuối với ý nghĩa là uống thuốc. Và sau cùng chúng ta dùng ý nghĩa với là dùng phương tiện di chuyển. Dùng phương tiện di chuyển. Hoặc là lấy một cái con đường nào đó. Dùng một con đường nào đó. Câu số 11, anh ấy luôn lấy xe buýt để đi làm vì có một cái trạm xe rất gần nhà anh ta. Il prend toujours le bus. Il prend toujours, luôn luôn đi xe buýt. Il prend toujours le bus để đi làm. Pour aller au travail. Il prend toujours le bus pour aller au travail. Aller là đi. Chúng ta đã học trong bài cách đây hai bài. Đi tới chỗ làm việc. Aller au travail. Pour là nói đến mục đích. Và khi hai động từ này có cùng chủ ngữ thì chúng ta dùng pour và phía sau không chia. Il prend toujours le bus pour aller au travail. Bởi vì parce qu'il y a un arrêt de bus. Chúng ta có thể dùng un arrêt cũng được hiểu là bởi vì ở đây chỉ có thể là xe buýt. Về câu chuyện đang nói là anh này luôn luôn đi xe buýt thì arrêt là arrêt de bus. Chữ đầy đủ là arrêt de bus và chúng ta có thể nói tắt arrêt. Rất gần nhà anh ta, rất gần nhà anh ta. Tout près, près là gần. Chúng ta thêm tout vào để cho nó nói lên cái cường độ, cường gần lắm. Près de chez lui ở nhà anh ta. Il prend toujours le bus pour aller au travail parce qu'il y a un arrêt tout près de chez lui. Để đi Lyon từ Paris, người ta thích đi tàu TGV hơn bởi vì đi máy bay thì cũng tốn bấy nhiêu thời gian mà nhiều khi nó phức tạp hơn. Tàu TGV nó có cái ga ngay trung tâm thành phố. Pour aller à Lyon depuis Paris. Người ta thích cái này hơn cái kia. Chúng ta dùng động từ préférer. On préfère prendre les TGV. Pour aller à Lyon depuis Paris. Depuis hoặc là de cũng được. De Paris hoặc depuis Paris cũng được. Pour aller à Lyon de Paris. Tức là đi từ Paris. Có nghĩa là from ở trong tiếng Anh. Chúng ta cũng có thể dùng depuis. Pour aller à Lyon depuis Paris. On préfère. Người ta thích gì hơn? On préfère. Để động từ nhớ một đặc biệt. Prendre les TGV. Tuần trước, anh ấy đã đi máy bay ra Hà Nội, sau đó đi xe lửa đến Lào Cai để tham quan thành phố Sapa nổi tiếng. Tuần trước là la semaine dernière, anh ta đã lấy, il a pris l'avion, anh ta đã đi máy bay. Pour aller à Hà Nội, như vậy anh này ở một cái nơi khác, có thể là Sài Gòn, có thể là Đà Lạt, có thể là Đà Nẵng. Anh ta đã lấy máy bay để đi ra Hà Nội. La semaine dernière, il a pris l'avion pour aller à Hà Nội. Ensuite, kế sau đó, il a pris
le train pour aller à la paix. Đi lên Lào Cai, chúng ta có thể đi ô tô, đi đường cao tốc, có thể là đi xe lửa, không có thể đi máy bay được. Ensuite, il a pris le train pour Lào Cai. Pour Lào Cai. Pour là để đi tới. Pour Lào Cai. Để đi tham quan thành phố Sapa nổi tiếng. Pour visiter. Pour visiter. La ville très connue de Sapa. Ở trong câu này chúng ta thấy khi hành văn là chúng ta thấy người ta dùng chữ buộc khá nhiều lần, buộc Ali Hà Nội, sau đó buộc Lào Cai, rồi bây giờ lại buộc nữa. Như vậy chúng ta có thể đổi đi, nếu mà chúng ta biết thêm được những cái cách nói để mục đích á, envie de thì chúng ta thay đổi envie de. Là nói lên một mục đích, envie de visiter la ville très connue de Sapa. Très connue là được biết tới rất là nhiều. Câu số, kế tiếp câu số 14, tôi tính đi xe giường nằm chạy đêm để tới Kon Tum, bạn thấy sao, có được không? Je compte, tôi tính đi. Je compte prendre un car couchette pour aller, un car couchette de nuit, một cái xe chạy đêm, de nuit, pour aller à Kon Tum. Bạn thấy sao? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Bạn thấy như vậy có được không? Có nên không? Đây, bạn thấy có được không? Có được hay không? Est-ce une bonne idée? Je compte, tôi tính, tôi dự tính. Je compte prendre un car couchette de nuit tức là chạy ban đêm, pour aller à Kon Tum. Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne idée? Bạn thấy thế nào? Đây có phải là một ý tưởng tốt không? Tức là nó có tốt đẹp hay không? Và sau cùng chúng ta dùng động từ prendre để chỉ là cách dùng một con đường. Ông hãy đi con đường trước mặt kia kìa. Hãy đi con đường, tức là prendre. Prenez la rue d'en face. La rue d'en face. Là kia kìa. Puis, sau đó, continuer environ 5 minutes là bên, et vous arrivez hoặc arriverez à la mairie. La mairie là một cái đơn vị hành chính để người ta giải quyết các vấn đề hành chính, và tương đương như là Ủy ban Nhân dân ở bên Việt Nam chúng ta. Prenez la rue d'en face, là ở chỗ kia kìa, lấy tay chỉ, puis continuez environ 5 minutes et vous arriverez à la mairie. Chúng ta vừa học động từ prendre là một động từ nhóm 3. Và bên dưới là cái cách chia. Động từ nhóm 3 này có rất nhiều ý nghĩa, trên 20 cách dùng. Ở trong bài này chúng ta giới hạn ở trong 3 cách dùng chính. Thứ nhất là lấy, chúng ta chưa có ở trong tay thì lấy một cái món đồ gì đó. Hoặc là đi vào nhà hàng thì có nhiều món ăn, chúng ta chọn một món gì đó, cũng dùng động từ prendre. Ý nghĩa thứ hai, chúng ta dùng bữa, các bữa ăn ở trong ngày, hoặc là uống thuốc. Và thứ ba, chúng ta dùng phương tiện di chuyển hay là một con đường. Xin chào tất cả mọi người.